cảnh báo bệnh mạch máu não hiếm gặp gây đột quỵ não ở người trẻ. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ vừa tiếp nhận hai bệnh nhân trẻ bị đột quỵ xuất huyết não có liên quan đến bệnh Moyamoya. May mắn được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, cả hai đều đã vượt qua cơn nguy kịch và đang hồi phục. Bệnh nhân đầu tiên là một người phụ nữ 32 tuổi quê Hậu Giang. Theo lời kể, bệnh nhân đột ngột cảm thấy mơ màng, bị liệt nửa người bên trái, vào viện cấp cứu và được chẩn đoán xuất huyết não. Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp để dày áp và lấy máu tụ. Chụp hình mạch máu não sau mổ cho thấy có sự tắc nghẽn ở các động mạch chính và tuần hoàn bàng hệ, xác nhận bệnh Moyamoya. Trường hợp thứ hai là một bé gái 16 tuổi quê tại Vĩnh Long. Gia đình cho biết bé bất ngờ ngã xuống nền, lơ mơ, liệt tay chân trái, được chẩn đoán xuất huyết não bán cầu phải, phẫu thuật mở sọ dày áp ngay sau khi vào viện. Hình chụp DSA ghi nhận tác động mạch cảnh trong phải đoạn cuối, nhận bàn hệ dạng Moyamoya. Hiện tại cả hai bệnh nhân đều đã có sự cải thiện tốt nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị để phục hồi chức năng tay chân và cải thiện khả năng giao tiếp. Bệnh Moyamoya là một trường hợp bệnh hiếm gặp trên thế giới. Thì trên thế giới thì gặp ở người châu Á nhiều hơn ở châu Âu. Thì châu Á tỷ lệ nó là khoảng 3 trên 100.000 người. Còn ở Mỹ và châu Âu thì tỷ lệ nó là 1 trên 1 triệu người. Thì thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Và thường gặp ở trẻ em thì độ tuổi khoảng 5 đến 10. Còn ở người lớn thì khoảng từ 30 đến 35. Là một bệnh do hẹp tắc mạch máu não, nghẽn mãn tính và tiến triển. Nó làm giảm lưu lượng máu. Thì những bệnh nhân có bệnh lý Moyamoya thì những triệu chứng nó thường liên quan đến việc giảm lưu lượng máu lên não. Ví dụ như là bị đột quỵ, có nhiều cơn yếu liệt nửa người, đau đầu, co giật và có thể đến hôn mê. Triệu chứng của bệnh Moyamoya dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Khi có các triệu chứng liên quan đến thiếu máu não bao gồm đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, nhiều đợt yếu nửa người, rối loạn cảm giác, mất ngôn ngữ, đau đầu, co giật, chậm phát triển. Ở trẻ em có cơn đau đầu tái phát, dùng thuốc thông thường không thuyên giảm, có thể yếu chi kèm theo, v.v. nên chụp MRI, CT hay DSA giúp chẩn đoán xác định bệnh lý Moyamoya, từ đó có thể lập kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh lý này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.